Thiền ý được thực hiện qua Minh Sư. Ngày 25 tháng 8 năm 2007. Bài hát đi là Minh Sư. Trong một thể nghiệm, Ngài trở về với hiện tại. Nhiều khi trong lúc thiền, quý vị thấy những vị Minh Sư trong quá khứ. Có nhớ chị Hai nói trong thiền, có thể quý vị thấy Chúa, thấy Phật, thấy Mohammed, vị nào đó đứng đầu trong tôn giáo của quý vị, hay những người thậm chí quý vị không biết, Lão Tử, Minh Sư, Đạo Sích, bất cứ người nào. Một số quý vị đã thấy họ, phải không? Ok. Nếu thấy được các Minh Sư quá khứ là may mắn lắm. Nhưng không thấy cũng không sao. Thầy Minh Sư Bahauddin này thể nghiệm thấy mấy vị Minh Sư trong quá khứ. Có lẽ họ tới thăm ông, giống như tới thăm tôi hay thỉnh thoảng tới thăm quý vị. Ông thấy họ. Những vị đã qua đời, những Minh Sư quá khứ. Trước khi ông trở lại với hiện tại, vào đời sống trần gian, ông đã thấy những Minh Sư quá khứ. Ông trở lại, sau đó ông diện kiến nhóm người tới thăm ông, tín đồ hay đệ tử. Ông nói, ồ, ta đã gặp và làm bạn với những vị Minh Sư thời xưa nhất, từ trần lâu lắm rồi. Nghe vậy, họ hớn hở quá, ai cũng hớn hở. Có lẽ mấy người này không có thể nghiệm đó bao giờ. Họ nói, ồ, xin cho chúng con biết họ như thế nào. Ông thầy nói với nhóm người tới thăm, đó là thái độ của các người đối với giáo lý mà Minh Sư cổ xưa nghĩ các ngươi là ma quỷ. Chào ơi, nói mạnh quá ha. Nhưng có thể đúng như vậy. Một số đệ tử cũng có thể như vậy. Nếu ta hỏi các Minh Sư cổ xưa, có lẽ họ cũng nói tương tự như vậy về một số quý vị. Thật vậy, không nói giỡn đâu, vì có những người gây rất nhiều đau khổ. Không phải như lấy dao chém vào lưng hay gì. Không phải như vậy, mà một sự hành hạ về tinh thần, căng thẳng về tình cảm, dễ sợ lắm. Nếu quý vị biết những gì tôi biết, quý vị sẽ không muốn làm Minh Sư. Báo cho quý vị hay. Chị Hai nói thiệt đó, đừng có ganh tị cái chức vị Minh Sư. Có tất cả sự hiểu biết, trí huệ này thì cũng tốt, nhưng khi mình phải dùng nó, chia sẻ nó với người khác, nhiều khi thật là đau đớn. Ok, quý vị có nhớ điều mình đã học hôm qua từ Minh Sư khác không? Không phải đệ tử tín đồ nào cũng đến vì một lý do. Nhiều người đến vì muốn thắng lợi về vật chất hay thể xác, hiểu không? Hoặc là vì giàu sang, danh vọng ở đời, hay bất cứ gì. Hoặc là họ chỉ muốn hút mình, đòi mình để ý tới họ. Có người còn muốn sư phụ la họ, muốn mấy thứ kỳ cục, làm mệt mỏi vô cùng. Cho bất cứ Minh Sư nào ở cảnh giới cao, phải hạ xuống, theo với họ, với cái tấm tình, sự suy nghĩ ấy.
giống như một trong những người mà chúng ta nói hôm qua. Họ cũng chưa phải là tệ hại nhất, hiểu không? Có thể họ muốn được để ý, có thể họ vào với chủ ý sai lầm như một số người, nghiệp chướng rất nặng nề. Họ không cần phải làm gì cả, chỉ cần ngồi cạnh mình cũng làm mình bị hốc hết. Rồi, bây giờ hiểu tại sao minh sư đó nói như vậy. Ok. Không phải ý Ngài muốn nói xấu hay gì, Ngài chỉ nói sự thật thôi. Vì sau khi lên cảnh giới cao, mình trông thấy, trời ơi, quý vị không biết người dưới tinh cầu này đang tiếp tục sống như thế nào và đối với nhau như thế nào. Từ cảnh giới trên nhìn xuống thấy kỳ lạ lắm. Phong độ con người và cách họ phản ứng trước sự dạy dỗ của một vị chân sư như thế nào. Các vị đó cảm thấy vô cùng kinh ngạc, khủng khiếp. Thời Đức Phật, Đức Phật cũng nói trong một cuốn kinh rằng ngay cả các vị tiên, thần ở thiên đàng cấp dưới nhìn xuống loài người, thấy cách họ ăn, cách họ hành động, cách làm việc của họ, họ cũng lắc đầu luôn. Họ không hiểu nổi lối sống của con người. Nào, và nếu các ngươi gặp họ, nếu các ngươi thấy họ, những vị minh sư quá khứ, các ngươi sẽ nghĩ họ không thích hợp làm bạn với các ngươi. Nghĩa là mấy vị này không đủ thích hợp để làm bạn, hiểu không? Lúc đó các ngươi sẽ không muốn hỏi về họ nữa. Quý vị hiểu hay không hiểu? Hiểu sao? Nói nghe coi. Người nào thông minh nói cho ai nghe, lẹ lên. Đừng có ngồi đó. Tại sao vậy? Những người này là tín đồ của minh sư này. Nếu họ gặp minh sư quá cố, họ sẽ không muốn làm bạn, không hỏi gì về những vị này. Tại sao vậy? Chị hai đã nhắc một chút rồi, phải không? Ê, đừng yên lặng quá hả? Những tín đồ đó sẽ không muốn biết nữa. Không muốn biết. Tốt. Đủ rồi. Ai nữa? Kỳ vọng có họ khác à? À, kỳ vọng có họ khác. À, hay lắm, hay lắm. Biết một chút rồi đó. Gì nữa? Hả? Đẳng cấp thấp à? Đẳng cấp thấp? Ai? Các minh sư à? Nói nghe. Ai? Các tín đồ. The followers, okay. Tín đồ, ok. Ai nữa? Có nhiều lý do, tiếp tục nói đi. Những lý do hay. Gì nữa? What? Cái gì? Họ không thấy những vị minh sư cao đẳng có gì lôi cuốn đối với họ. Họ không thấy lôi cuốn. À, cái đó cũng đúng. Hết rồi hả? Không còn ý kiến gì nữa. Quan điểm mà. Quan điểm của minh sư. Dạ. À. Yeah. Anything else? Gì nữa? Maybe cannot relate. Có lẽ không hiểu nổi. Văn hóa khác nhau nữa. Có thể như vậy nữa. Minh sư của họ quan trọng hơn tất cả minh sư kia. À, có thể như vậy, có thể như vậy. Nhưng tôi nghĩ đó không phải là lý do đây. Vì họ nói rằng họ nghĩ những vị này không thích hợp cho họ làm bạn. Một cái gì đó giống như là khinh thị, coi thường những minh sư cổ xưa đó. Và chắc là những lý do kể trên, như là diện mạo của họ khác, kỳ vọng khác. Gì nữa? Vì đôi khi minh sư dáng vẻ bên ngoài của họ không có như mình muốn. Người ta hay vẽ hình, một hai vị thánh có vòng sáng chung quanh và ngồi đó một cách thanh tịnh. Nhưng có những minh sư thậm chí bị khuyết tật. Có một câu chuyện thời Khổng Tử.
Có anh chàng kia bị khuyết tật. Mỗi lần đi, ông nhảy là cò, không đi được, vì một chân bị biến dạng hay gì đó. Thế mà đàn bà nào cũng ung ung tới muốn làm vợ bé của ông, còn hơn là ở nhà làm vợ cả. Và đàn ông nào cũng đổ xô tới muốn làm bạn của ông. Quý vị hiểu không? Có người hỏi Khổng Tử tại sao? Khổng Tử nói, ồ, ông đó khai ngộ, lý do là vậy, hiểu không? Có những minh sư không cạo râu. Những minh sư không chải đầu, để tóc dài lắm. Thậm chí có minh sư không thèm che thân. Ngày nào cũng mặc bộ đồ sinh nhật. Ấn Độ bây giờ vẫn có người làm như vậy, ngay cả đàn bà. Người ta gọi họ là Naga. Họ tập thực hỏa hầu nhiệt. Đó là thái dương chân khí. Họ làm hoạt động hệ thống thái dương chân khí từ dạ dày chỗ này, rồi dùng nó làm ấm thân thể. Thật sự không cần mặc gì cả. Đôi khi muốn đàng hoàng vì đệ tử thì họ bôi tro lên người che lại. Không biết họ che bao nhiêu, nhưng có những chỗ che, không thể nói là họ không che. Mà người ta vẫn tụ lại gặp mấy vị thánh nghèo đó. Vì người Ấn Độ họ không có tâm phân biệt. Quý vị có thể mặc đồ đẹp, đeo nữ trang, kim cương. Nếu quý vị khai ngộ là họ biết. Nhưng có người ngây thơ lắm. Mình nói mình khai ngộ là họ tin liền vì họ đơn thuần lắm. Họ đơn thuần không phải vì họ ngu. Họ chỉ đơn thuần thôi, tôi đã nói rồi, lý do là vậy. Trong họ đó có phẩm tính cao thượng này, họ nghĩ ai cũng tốt. Trong một số quốc gia bên Phi Châu, họ cũng có truyền thống đó. Có thể nó đã mất đi trong nền văn minh tân tiến hoặc bị ảnh hưởng của những quốc gia khác. Nhưng thật ra truyền thống chính gốc ở Phi Châu là như vậy. Người nào tới nhà mình là được đối đãi như thượng đế. Giống như người Ấn Độ. Thì ở Ấn Độ là như vậy, nhưng chị Hai không có khuyên quý vị làm giống vậy ở bên Pháp nha. Làm ơn. Làm vậy bên Pháp không có được nha. Nhất là ở Ba Lê. Đừng bao giờ làm thử ở Pháp, nhất là Ba Lê. Làm ơn. Đừng có nói sư phụ quý vị bảo khai ngộ thì làm vậy không sao. Mặc hay không mặc không thành vấn đề. Đừng có trách chị Hai. Nếu cảnh sát bắt quý vị, thảy cho quý vị cái chăn nha. Rồi. Có những nơi họ cho làm vậy đó. Những câu lạc bộ khỏa thân, họ cho mình làm vậy. Quý vị có thể đi tới đi lui cả ngày, không tốn tiền. Có lần tôi gặp một đôi vợ chồng ở Tây Ban Nha. Tôi vào nhà thăm họ vì lý do gì đó. Bước vào phòng khách thì có một bức tranh lớn vẽ người đàn ông trong bộ đồ Adam. Họ hãnh diện lắm, giới thiệu người nào vẽ bức tranh đó nữa. Người chủ nhà giới thiệu. Và trong phòng khác là hình một người đàn bà trong kiểu Eva. Eva, quý vị biết không? Kiểu Eva đó. Chào ơi, là hai con hãnh diện giới thiệu cho chị Hai nữa. Thì mình biết nói làm sao đây? Mình phải nói, cha, bức tranh đẹp quá. Không phê bình chị hết. Quý vị cười, nhưng đối với họ là chuyện rất tự nhiên. Thật ra đó cũng là tình trạng tự nhiên trong đời sống. Nhưng chúng ta quen mặc quần áo, hoặc quen những vị xuất gia mặc thiếu quần áo, hoặc là những màu khác, hoặc là kiểu khác. Cho nên khi nhìn thấy người nào coi như khai ngộ,
mà không mặc quần áo hay là không mặc quần áo khác, không có giống như sự cơ bản tưởng tượng của mình đó, thì mình thấy nó hơi kỳ lạ vậy thôi. Thì hai vợ chồng này về sau gửi cho chị hai một tấm thiệp. Có hình hơi giống giống như vậy. Nhìn cái nền khác ở trong siêu thị á. Họ thuật lại với chị hai là bây giờ họ đang ở miền Nam Tây Ban Nha. Quên tên rồi, rất gần cái chỗ dưới, quá Malaga. Ở đó nóng quanh năm nên họ nói, chúng tôi trong một ngôi làng mà người nào cũng như nhau. Hiểu ý chữ như nhau không? Ở đó họ có một cái làng, họ nói với tôi, vừa bước vào cổng là hoàn toàn tự do. Ai đến nhà bưu điện cũng giống như hồi họ mới chào đời. Đi chợ cũng giống như hồi mới chào đời hoặc là trước khi chào đời. Họ nói ở đó vô cùng hạnh phúc. Vậy tốt cho họ chứ hả? Sao lại không? Chủ yếu là mình hạnh phúc. Chị hai cũng vào một ngôi làng giống vậy một lần. Kể quý vị nghe rồi, có nhớ không? Ở bên Mỹ đó. Vì họ muốn chị hai đi xem một chỗ rộng hơn để mua cho trung tâm LA. Nên họ dẫn chị hai tới một nơi như vậy mà họ đâu có nói cho mình biết đó là trại khỏa thân gì đâu. Thỉnh thoảng ngạc nhiên một lần cũng vui. Cái gì sư phụ cũng biết hết. Vậy cần nói làm chi phải không? Đã biết trước rồi. Không biết cho đến khi vào cổng mới biết, gặp ngay một anh chàng trong y phục thiên nhiên. Đứng ngay trước mặt bả, lớn hơn ngoài đời. Chị hai sẽ biết ơn nếu mình được chuẩn bị trước một chút. Chứ không phải bước vô rung chuông mở cổng ra, anh chàng đó mở cổng ra. Tưởng như mình đi ngược dòng thời gian trong vườn địa đàng. Tuy nhiên chị hai cũng lấy bình tĩnh. Nói, chào ông, tiết trời tốt quá ha. May mắn quá nhỉ, xem kìa, không một cụm mây. Bầu trời hoàn toàn trơ trụi. Mình phải nói kiểu đó. Anh ta nói, bà nói đúng, mấy hôm nay may mắn lắm. Rồi đủ thứ đàn bà, rồi con nít. Cả gia đình đôi khi cũng ở khu vực khác. Có điều ngay cả chị hai cũng không quen chuyện đó. Khi mình không chuẩn bị thì thấy nó khác. Sau một hồi chúng tôi vẫn phải đi vòng vòng xem khu đó. Nhưng chỗ đó làm trung tâm cộng tu không lý tưởng lắm, nên chúng tôi không trở lại. Nhưng ít ra họ cũng không đòi mình làm giống họ. Nếu có thì chắc chị hai không biết cách. Mất một thời gian mới quen dần như vậy. Nên chúng tôi đi vòng vòng như vậy, không có bật mí. Thì trong câu chuyện này, những tín đồ này có lẽ chỉ là tín đồ. Thật ra họ không nói đệ tử ở đây. Họ nói mấy người tâm đạo tới thăm, nghĩa là những người tới xem coi vị thầy này có được không, giáo lý có hay không. Người tâm đạo vẫn chỉ là người tâm đạo. Có khi họ tới, có khi họ đi, cho nên có lẽ vì vậy mà họ chưa biết gì về giáo lý của minh sư này. Thành ra minh sư này nghĩ rằng, nếu những vị minh sư hồi xưa có ý kiến về những người này, thì có lẽ họ sẽ nói, những người này chỉ là ma quỷ làm sao giải được. Vì thật tình mà nói điều đó cũng đúng.
Có người tự gọi mình là người tầm đạo, thuộc về nhóm tôn giáo này kia nọ. Họ đến mà đầu óc đầy thành kiến. Bề ngoài thì minh sư phải như thế nào? Minh sư phải ăn mặc như thế nào? Phải hành động như thế nào? Phải nói chuyện như thế nào? Mỗi ngày phải ăn bao nhiêu? Điều đó cũng có, hiểu không? Giống như một số truyền thống, họ phải ăn ngày một lần, hai lần thôi. Ăn trước giờ ngọ, hoặc ăn buổi trưa thôi. Hoặc là không ăn gì cả, hoặc ăn buổi tối thôi. Đủ thứ quy tắc, luật lệ, không liên quan gì tới sự khai ngộ thật sự và đẳng cấp tu hành. Bây giờ thì quý vị đã biết rồi, đúng không? Ok. Nhưng đừng có nói sư phụ bảo vậy rồi đi ra ăn suốt ngày và ăn nhiều. Không sao, quý vị ăn vừa phải. Khi nào đói thì ăn, khi nào ăn được, đó là tốt nhất. Ăn vừa phải thôi, và đừng có chờ tới khi đói mèo, vẫn chờ và nói, ôi, sư phụ bảo mình không nên ăn nhiều rồi cứ chờ, chờ hoài cho tới khi ngã quỵ. Sau đó ăn thiệt nhiều, có thể bị bội thật luôn. Cái gì cũng vừa phải là tốt nhất. Chân lý quá rõ ràng mà, tại sao? Tại sao nhiều người không hiểu chứ? Hiểu không? Quá hiển nhiên. Như bàn tay tôi đây, quá hiển nhiên. Vì vậy, Minh Sư trong câu chuyện mà tôi kể quý vị nghe hôm qua, ông bảo đệ tử ngửi hoa hồng và tả nó. Ai cũng nói đủ thứ vớ vẩn, không nói đúng chỗ đó. Và người nào nói nó là hoa hồng, người đó được ở lại học với vị thầy. Đó chỉ là câu chuyện ngụ ngôn, nhưng nói lên một sự thật. Là đôi khi tâm chúng ta quá phức tạp, làm mình không thấy, không thấy. Đó mới là vấn đề. Chúng ta không thấy cái trọng điểm và làm việc rắc rối, suy nghĩ phức tạp, nói lộn xộn, làm thế giới trở thành phức tạp, làm mọi người phức tạp. Minh sư thời quá khứ nghĩ mấy người này là ma quỷ. Chữ đó có vẻ hung quá. Nhưng thật ra, tôi không còn thấy chữ nào hay hơn nữa. Nếu không, sao người ta có thể đóng đinh Chúa trên thánh giá? Sao người ta muốn ám sát Phật nhiều lần như vậy? Sao họ có thể gây phiền toái cho nhà tiên tri Mohammed và tín đồ của Ngài? Khi họ còn sống, nhiều cái tương tự như vậy, không tệ như trước đó, nhưng cũng có làm khó cho những người tâm đạo chân chính, những nhà tu hành chân chính ở thời đại chúng ta nữa. Có hiểu không? Bây giờ là đỡ lắm rồi, tôi cũng mừng, nhưng mới đầu cũng rất khó khăn. Không giết, nhưng về tinh thần, lúc đó chúng ta chịu đựng về tinh thần cũng rất khó khăn. Vì người ta hiểu lầm mình rất nhiều, và họ có nhiều tư tưởng là chân lý phải như thế nào, minh sư phải như thế nào. Ồ, nhiều lắm, kỳ vọng của họ không bao giờ hết. Cho nên quý vị nói kỳ vọng của họ khác thì cũng đúng. Đẳng cấp thấp cũng đúng luôn. Quý vị nói gì nữa? Quý vị nào nói gì nữa đó? Văn hóa khác hả? Văn hóa khác? Văn hóa khác, điều đó cũng đúng. Ta đã nói rồi. Nếu quý vị gặp một minh sư, có lẽ vị đó khai ngộ và hoàn toàn lõ lồ đứng trước mặt quý vị. Có lẽ quý vị sẽ giật mình một chút. Đúng không? Có lẽ quý vị thật tình muốn tìm sự thật, chân lý, nhưng quá nhiều sự thật hiện ra trước mặt. Quá nhiều sự thật cùng một lúc, cho nên cũng khó. Minh sư chỉ hành động cách họ hành động. Bất cứ gì họ muốn, vì họ tự nhiên, họ giản dị. Họ không suy nghĩ rắc rối.
Nếu mình mặc đồ như vậy, người ta sẽ nghĩ như thế nào? Nếu mình làm như vậy, người ta sẽ nghĩ thế nào? Phần đông họ không nghĩ. Họ trở thành như một em bé, rất đơn thuần và tự nhiên. Họ làm những gì họ làm, thế là xong. Nhưng đôi khi, vì quá nhiều những sự chống bán của đệ tử, hay của tín đồ, hay từ người ngoài, mà minh sư có lẽ nghĩ, ồ, vậy sao, thôi được rồi, mình không làm vậy, ok, tôi sẽ không làm vậy. Chị Hà nhớ câu chuyện nói về Thánh Francis, người đã cởi quần của mình cho người nghèo. Ai vậy? Thánh Francis hả? À, Thánh Franciscus. Tiếng Anh là Thánh Francis. Ngài nổi tiếng là rất thương người, tử tế, luôn luôn bố thí. Nhưng một vị xuất gia thì cho gì được? Ít nhất những gì họ có. Thành ra, một hôm Ngài không có gì cả và có một người nghèo đang đứng ngoài đường không có quần áo mặc. Hay là quần áo tả tơi và đang lạnh. Ông bèn cởi quần áo ông ra cho người đó. Rồi đi bộ về một cách tự nhiên. Ai cũng la ngài quá chừng. Tại sao ông làm vậy? Không có đàng hoàng. Ông hoàn toàn lõa lồ mà đi bộ ngoài đường. Rồi về tu viện chúng ta như thế. Vậy là không đứng đắn, kinh tởm. Và ngài nghĩ, kinh tởm thật sao? Không đứng đắn sao? Ngài hoàn toàn không biết cái kêu bằng không đứng đắn hay kinh tởm của một thân thể tự nhiên không quần áo của Ngài. Trạng thái của một số minh sư là như vậy. Họ làm gì là họ làm, họ không nghĩ nhiều như vậy. Họ không cố ý làm những điều cho người ta khó chịu. Họ chỉ sống từng giây từng phút, đường lối họ làm. Theo thiền ý, cái gì phải xảy ra thì nó xảy ra. Vậy thôi. Nhưng vì đầu óc con người phức tạp, chúng ta được dạy khác. Chúng ta tiếp xúc với quá nhiều phong tục tập quán khác nhau, những kỳ vọng, quy tắc, luật lệ. Rồi chúng ta thấy cái gì khác với văn hóa của mình, hoặc khác với kỳ vọng của mình, chúng ta phản đối. Chúng ta từ chối, thậm chí phỉ báng nữa. Hiểu không? Or even condemn. Yeah? You understand me? Yeah, okay. So therefore, the master says. Thành ra các minh sư nói như vậy. And it's not just about the. Và không phải chỉ có bề ngoài của minh sư, mà còn về giáo lý. Vì chúng ta học nhiều quá từ những thứ kêu bằng giáo lý. Rồi dán mắt vào một câu hay là toàn bộ trong trang, mà không thấy toàn thể. Không trông thấy toàn thể. Thậm chí đọc cả quyển kinh nhiều khi cũng không hiểu. Có bao nhiêu người hiểu thánh kinh khi trong đó nói rằng không được ăn thịt, không được sát sanh. Hiểu không? Không được uống rượu. Thậm chí không được trà trộn với người uống rượu và ăn thịt. Có bao nhiêu người hiểu như vậy? Nói nghe coi. Hả? Không bao nhiêu. Và Kinh Phật nói, Đức Phật nói, người nào ăn thịt từ giờ trở đi, họ không phải là đệ tử của ta. Nói mạnh như vậy đó. Và vẫn đâu có bao nhiêu người hiểu. Nói nghe. Hả? Rất ít, huống chi là tu hành. Không hiểu hoặc là không muốn hiểu. Và không thực hành. Rồi người khác hiểu, muốn hiểu. Và thực hành điều đó thì nhìn là họ khác. Sao anh không giống tôi? Không thấy được. Rồi họ bỏ cá vào miệng Chúa. Bây giờ họ đã tìm thấy những câu viết cổ xưa, thậm chí nói rằng Ngài không có cho cá, Ngài cho bánh mì thôi. Những chỗ khác quý vị cũng thấy nói là Ngài bẻ bánh mì. Cho nên đó có thể là truyền thống của Ngài, luôn luôn bẻ bánh mì rồi chia trong số những người đó. Cũng như ở đây, có khi mình cũng làm như vậy, phải không? Bẻ một miếng sô-cô-la hay miếng gì đó cho tất cả quý vị. Chúng ta không phải chỉ có bẻ bánh mì, mà chúng ta cũng bẻ sô-cô-la, bẻ bánh ngọt, bánh bích quy. Chỉ là tượng trưng cho sự chia sẻ và tình thương và những gì mình có với nhau, đúng không?
Nhưng thời xưa có lẽ họ không có sô-cô-la, họ không có bánh bích quy, không có sẵn. Cho nên truyền thống họ đó. À, nghĩ như vậy là khôn. Cha hiểu ý rồi, hiểu ý rồi, hiểu ý rồi. Được, nhưng nghe trước, ok. Chị hai bẻ bánh mì để nó đây. Quý vị chưa được ăn đâu nha. Hiểu ý rồi, nhưng quý vị phải nghe trước đã. Ok. Không thể vừa nghe vừa ăn được. Nó giòn tan, kêu rột rột có trong mồm, làm quý vị không nghe được. Rồi chúng ta sẽ được ăn, không cần ép tôi làm vậy. Mấy bữa nay ăn chưa đủ sao? Giống như con nít vậy. Bây giờ mình hiểu rồi. Hiểu nhau là tại sao những minh sư cổ xưa nghĩ một số người tầm đạo là ma quỷ. Vì thái độ của họ, đôi khi họ tới với thái độ hung hăng. Họ tự gọi họ là người tầm đạo. Nhưng họ tới với đây những, tôi muốn nói rác rến nhưng không nói. Đầy những thành kiến. Và họ muốn tới đó chỉ để mà công kích minh sư và giáo lý của Ngài. Nhìn nè, tôi đọc thánh kinh viết như vậy đây. Tôi đọc Chí Tôn Ca như vậy đó. Tôi đọc Kinh Lăng Nghiêm như vậy đó. Họ không đọc những điểm cần phải đọc. Họ chỉ lấy ra một câu mà chính họ cũng chẳng hiểu. Hoặc lấy một trang hay một đoạn mà họ cũng chẳng bao giờ hiểu. Rồi ném vô minh sư và tất cả các tín đồ. Hoặc giáo lý của minh sư. Quý vị hiểu không? Cái đó cũng chưa đến nỗi tệ. Họ còn đi đến chỗ cực đoan muốn giết minh sư nữa. Như trường hợp Chúa Giêsu hay tất cả những vị minh sư đạo sĩ hay nhà tiên tri Mohammed. Họ muốn giết các vị này và tín đồ của các ngài, ví dụ vậy. Và nhiều nữa trong lịch sử nhân loại, con người chỉ muốn gây rắc rối, trừng phạt và giết minh sư. Đôi khi hoặc là nhiều khi như vậy. Thời nay chúng ta may mắn rồi, phải không? Có lẽ ngày nay họ không thể giết một minh sư. Ok. Nhưng có nhiều cách khác để họ gây phiền não cho minh sư. Giết chưa phải là cái tệ nhất. Thật như vậy. Hơn nữa, cách họ giết cũng khiếp đảm lắm, hiểu không? Nhưng đừng để ý, đừng trách ai hết. Đó chỉ là cộng nghiệp của đẳng cấp thấp. Vì vậy mà minh sư biết hết nguy cơ, hiểm nghèo mà vẫn xuống đây. Từ trạng thái đồng một thể huy hoàng với Thượng Đế xuống dưới này làm đồng một thể với loài người. Làm những gì con người làm những việc con người làm để mà dạy dỗ họ, đưa họ trở về bản lai vĩ đại của họ. Vì như vậy mà nhiều minh sư đã hy sinh. Không phải chỉ đời sống vật chất của họ, mà trạng thái tâm linh của họ nữa. Muốn xuống đây họ cũng phải trở thành thấp. Chứ không phải sinh ra đời, họ liền ngộ, họ là minh sư. Có lẽ họ cũng biết khi họ còn nhỏ, khi họ mới chào đời. Nhưng sau một thời gian, cũng như mọi người khác, bị che hết, càng lớn lên càng che khuất. Đó là luật lệ trong vũ trụ vật chất này. Có hỏi gì về các vị minh sư thời xưa không? Vì ông nói rằng các ngươi sẽ không muốn hỏi gì về những vị minh sư thời xưa nếu các ngươi gặp họ. Có thể đúng hả? À, nhiều minh sư trong họ không giống như mình kỳ vọng. Dù họ xuống đây bây giờ, nhiều người cũng sẽ không nhận ra họ. Nhiều lần họ đã hỏi nhiều câu hỏi. Họ đòi hỏi Chúa xuống hay Phật Bồ Tát trông như thế này, thế kia. Rồi, nói đi, có câu hỏi gì không? Hello. Hello. No question really?
Không câu hỏi, thật hả? Không phát biểu ý kiến gì. Quý vị khai ngộ quá chừng, không cần hỏi những ý kiến. Nói gì đi. Quý vị có học được gì từ đây không? Nói đi. Cái gì? Thật ra nó cũng quá rõ ràng, ta biết. Nhưng nói cho ta nghe, quý vị nghĩ thế nào? Đa số mình sư hành động một cách tự nhiên, thích đáng. Có điều một số người muốn minh sư giống trong khung hình. Cách của họ giống như hình vẽ, luôn luôn như vậy. Như người máy, ngoan lắm, tốt, tốt. Con có đàm thoại với một người bạn tuần trước. Anh nói, con đang nói về Chúa Giê-xu, rằng con người không tin về bề ngoài của vị đó. Và họ không chấp nhận minh sư về bề ngoài của vị đó. Và con nói, anh đang chỉ trích những người thời đó. Và con nói, nhưng anh cũng đang làm giống vậy, vì anh đòi hỏi minh sư bây giờ phải trông giống như Chúa Giê-xu hồi xưa. Khi vị đó không giống Chúa Giê-xu, thì anh không hiểu, anh lầm lẫn và anh không biết ơn người đó. Thấy chưa? Anh cũng đang làm giống vậy. À, họ đang làm vậy giống như thời của Chúa 2.000 năm trước. Không gì thay đổi. Đáng lẽ tôi phải mọc râu. Cái đó đâu có khó hả? Ngày nay có giải phẫu nữa, phải không? Có thể sửa đàn ông thành đàn bà. Đàn bà thành đàn ông. Chà, dễ lắm. Được, tóc thì không khó. Ngài để tóc dài, chị hai có rồi. Phần kia mình phải nghĩ cách. Râu thì cũng dễ mọc. Chỉ cần bôi thuốc gì đó, đúng không? Mấy người nào không mọc râu mà họ cảm thấy không đủ nam nhi, họ mua thuốc gì đó bôi lên cho râu mọc thêm, đúng không? Có chuyện đó không? Nghe nói mà. Bôi cái đó vô có thể mọc thêm râu. Nên có thể tôi làm thử. Hay là cũng dễ, mình có thể đeo râu giả. Như là dán băng keo lên rồi dán râu lên. Công việc xong mình về nhà ngủ cởi râu ra. Có lẽ vẻ dễ hơn, mình được cả hai, đúng không? Khi nào đi ra đeo râu dài vô mượt mà màu trắng hay sao đó cũng được. Hay là râu ngắn thôi. Không, Chúa Giê-xu không có râu dài mượt nha. Vì khi từ trần Ngài còn trẻ. Vậy để nó mọc một chút thôi, 2-3 phân gì cũng được. Trời ơi. Hả? Có ai trong quý vị cảm thấy mình là Chúa Giê-xu hay là gì đó? Khi mình ở Jerusalem không? Có thấy ảnh hưởng gì không? Hả? Có người đến đó và họ cảm giác mình như là Chúa Giê-xu vậy. Có ai trong quý vị có cảm giác vậy không? Không hả? Có à? Ờ, anh ta rất gần như vậy, nhưng ok, đó là khác. Còn ai nữa không? Thật sự tôi bị cái đó ảnh hưởng đó. À, tôi cảm giác chắc chắn mình là Chúa Giê-xu. Tôi rất hạnh phúc. Tôi trở về lại nhà, biết không? Tôi không thích đoạn cuối, đoạn bị đóng đinh. Nhưng trích đoạn mà tôi là Chúa Giê-xu cảm giác rất tốt, rất tự tin. Họ nói rằng nhiều người đến đó và có cảm giác như vậy. Chị hai chắc chắn là có cảm giác đó. Chị hai có thể nói là họ thật sự làm cho mình có cảm giác đó. Làm cho quý vị cảm thấy mình là Chúa Giê-xu. Không chỉ cảm thấy như tôi là... Tôi từng là, tôi đã là Chúa Giê-xu, cảm giác như vậy, mà là rõ ràng, không phải chỉ là một cảm giác. Cho nên hãy cẩn thận, nếu quý vị chưa có cảm giác đó, quý vị có thể trở lại đó và kiểm lại coi lần nữa. Có thể quý vị quá bận rộn để cảm nhận, tôi cũng bận biểu, nhưng mà sao nó vẫn lại với tôi. Như là tôi trở về nhà, như thật sự mình là Chúa Giê-xu. Lúc đó không có một nghi ngờ nào hết. Có hiểu ý không? Không phải như là ok, tôi đang cảm giác như vậy. Chỉ cảm thấy như tôi đã sống lại, biết không? Rồi ha. Không ý kiến gì nữa hả? À, bình luận hay, có thể hơi hay một chút. Ai nữa không?
this is another surprise for you, okay? I thought the book, the joke is finished, but somebody brought me some more to work. So let's have laugh it all off, hey? Okay. A man, sorry. What else to do? Who else? A man stood at the tee, checking his shot for what seemed an eternity, you know. In a golf course, yeah, he's standing in front of his tee and just checking and trying and attempting to, but didn't shoot, yeah. So one of the expert partner, you know, his friend say, "What takes you so long? Just hit the ball, man." So the guy say, "My wife is up there watching me from the clubhouse. I want to make this a perfect shot." So the other guy said, "Don't worry, you have no chance to hit her from here." Man, huh? A very famous lecturer, yeah, and his chauffeur were talking another one day when they are on the way to a lecture hall. And the driver said to the lecturer, professor, you know, said, "You know, I heard you many times on the back seat, you know, over this lecture already. I bet I could read it as good as you do, yeah, in the lecture hall." So the professor said, "I bet you cannot." And the driver said, "I can, yeah. I cannot, I can, cannot, can." "Okay, okay, I let you try, yeah? You better be good." So they exchanged clothes, and he wear the cap and the glove, and the other guy wear the professor's clothes, and went up the stage and delivered the lecture. Ah, perfect, flawless. Everybody clap, 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 and very, very happy. But just to make himself... to get himself more attention, one of the professor, another professor, you know, in the audience, stood up and asked a question. You know, that wasn't really necessary question at all. He just want people to know that he does have some opinion. Okay, so he asked a question. Yeah, something. Because he want to impress other people. You know, maybe a young girlfriend or something, or some students nearby. And then the driver, you know, in the form of the professor on the stage say, "Ah, such a low level and lousy question. Even my chauffeur can answer it. Come here." there was a man again. Who has a dog? Who had a dog? And he wanted to train him, but he could not succeed. So he was so tired and fed up already. Yeah. One day he went to the church, you know, and to meet a very nice, you know, powerful priest of Evangelist Church. And he was telling him about his problem. He could not train his dog. So the Evangelist priest said to him, "Oh, okay, bring him to me. I will train him in no time." Well, the man has a little doubt, but okay, why not? He lose nothing since he couldn't train him anyway. So he brought the dog there to the priest. And after a while, he asked, you know, after a few days, he asked the Evangelist church, "How is it going? You know, is his dog been trained yet?" He said, "Oh, come along to my church, I'll show you." Okay. And then when the man was there, the dog, so-called dog owner, the priest pick up a stick and throw it far and say, "Fetch!" Yeah. The dog run along, go fetch, and then bring it right in front of the priest and standing there. And the priest said, "Drop it!" And he dropped right in front of him. Oh, he's very impressed, you know. The man was very impressed, yeah. And then so the owner said, "Oh, you know, they keep trying.
like roll over, drop dead, all kind of thing, you know, wag your tails, turn around, you know. Oh, he did all that. So the owner, so-called owner of the dog, was very excited. He said, "Can I try?" Yeah. And the priest said, "Of course, go ahead." Okay. So the owner of the dog said, "Heel." You know what the word is? Okay, when you have a dog, you train, in American, and in America anyway, when I train my dog, I say heel. That means he walk alongside of me. Not faster, not slower than me. Walk alongside, with or without leash. In the beginning, with leash, you train him. Afterward, you throw the leash out, he's still heel next to you. Heel means follow my heel, yeah? Okay, so when the dog owner say heel, the dog, the dog lift up one paw and place it on his the man and say, "Thou shalt be healed." I command the sickness to go away. Evangelist church. Oh, the church style, huh? Heal is H-E-E-L. But also sound like healing, you know. And the priest, they train the dog to heal, just like they do it. Or maybe he has seen the dog, the priest do it, and he did it himself. Yeah, yeah. My dog, they don't need to be trained nothing. Like happy, you know, because sometimes I separate them, you know, after eating, or just when I'm not there, so that they rest. Because after eating, if they playing with each other too much, they might get upset stomach and throw out, you know. Some of the dog like is sensitive, like hermit, and happy and hermit love to play, rolling on the floor with each other, chasing around the pot, or whatever, you know, tugging. So after eating sometime, or for some reason, sometimes I separate, yeah, and or sometimes I'm cooking, you know. I don't want them always run around chasing each other under my feet, you know, because sometimes it's not safe for them. Because I have like a hot pan of oil or boiling water, and I'm bringing from the stove, the fireplace, to the table, even a bowl of soup, you know. So only after I cook, or I just let a few dogs out, and you know, the peaceful one, not the chasing around and playing all over the place. So, and I let Happy inside and Hermit outside, so they don't chase each other. Because sometimes after they eat, but I'm cooking, you know. So she just saw me open the door every day, how she just open and come out, you know. Put a paw on the handle, push it down, and come out like nothing. And that door, I tell you, is very sticky. Even I sometimes need to kick it, to open, you know. But she, I don't know, she always come out. Yeah, and later we saw her just put the paw on the handle, push it down, and use her big body, bang. Out she come. Here I am. You can't contain me in that room. Yeah, okay. So, if you have love for dogs, they respond, they understand everything you said. Absolutely. Yeah. I couldn't demonstrate now, but you know, like my assistant, they don't believe they understand it. They do. Like Hermit, if he lay across my lap, you know, yeah, he's a lap dog. Believe it, so big, but still a lap dog. He loves to lay on the lap. Fine, I bear it. And his head is turned toward his side. And somehow, if I want him to turn this side, I say, "Turn around, Hermit." Then he turn immediately. Yeah, anytime. And they all do that, yeah. But Hermit is very attentive, more smart, yeah. Okay, smarter than some of them. Or some of them, they pretend they don't understand. They're lazy, you know. Well, what's the big deal? Head here, head there. Nonsense. So don't want to listen, yeah. But like Goody, you know, he's whenever you come in, you know, if you're a family member or if he likes you, of course he bring your slippers, you know. Oh, if he doesn't have your slipper, he bring my slipper. Oh, any toy or something, you know. Sometimes it happened to be my remote control, you know. Full of drool of love, you know. So, of course, I have to tell him, drop it. And then he drop right away, you know. But you have to clean it. It's very slippery.
If you want number two channel, it will become number four. Yeah, the rule. Okay. All right. It's another joke here. A little girl, you know, in her Sunday suit, was running as fast as she could because she doesn't want to be late for her Bible class. So she was running and praying at the same time. Oh, dear Lord, please don't let me be late. Don't let me be late. And as she was running and praying, she didn't pay attention. She stumbled, you know, and fell. And all her clothes become muddy and dirty. So she got up and was shaking it a little bit and then started running again and said, oh, dear Lord, please don't let me be late. But don't push me either. There was a guy, you know, a painter, you know, do painting, repairing, but he's very, how you say, business-minded, you know, so he always thinning the paint so that it lasts longer, you know, it go longer and cheaper, but he charged the same. One day he went to the church to do the painting for the church, and still he did the same habit, you know. But then because he was doing it, and then suddenly there was a thunder, you know, that hit his ladder and threw him up on the floor. And all the painting and everything, even the new paint he did, all washed off. And then there was a voice from heaven saying, repaint, repaint, sin no more. Sin no more. Like repaint, repaint, repent, repent, sin no more, sin no more. A churchgoer asked his minister, is it good for a man to profit from another man's mistakes? So the minister say, of course not, you know. So the churchgoer say, are you absolutely certain? Not really a church goer, he just belonged to the church. He don't even go to church too much. So the priest said, absolutely, my son, what's the question? Yeah. So okay, in that case, would you please return $25 I gave you after my wedding last year? It's a mistake to marry. To return the money. Another man. Man go to see his rabbi. Rabbi, something terrible is happening and I have to talk to you. The rabbi asked, what's wrong? The man said, my wife is poisoning me. So the rabbi was surprised and said, how is it possible? Are you sure? The man said, yes, yes, I'm telling you, it's the truth. What should I do? She's really poisoning me. So the rabbi said, okay, hang on in there. I have to talk to your wife first to see what's going on. So after that, he called the rabbi, yeah? Called the man and say, hey, look, listen, I have talked to your wife over the phone for 4 hours. I think if you want my advice, I say, just take the poison. A man arrives, you know, at the heaven gate, and St. Peter asks, religion? Man says, Methodist. Okay. St. Peter looked down on the list and say, go to room 24, but be quiet as you pass room number 8. Okay. Another man arrives in heaven, and St. Peter asks again, religion? Baptist. Okay, go to room 18, but be quiet when you pass number 8. Okay. Another guy come, and St. Peter asks again, religion? He say, Jewish. I'll go to room number 11, but be quiet when you pass number 8. So a man say, okay, sir, he's been observing all this, you know, while in queue. He say, I can understand that we have different room for different religions. But why must we be quiet when we pass the room number 8? So St. Peter say,
Well, the Catholics are in room number 8 and they think they are the only ones here. An elderly nun was feeling ill, you know, she's old now and it's almost time to go. So her doctor prescribed to her like a little whiskey every day to calm her down, relax her. That's supposed to be, you know, doctor, outside, whatever. However, because she doesn't want to be lured into a worldly temptation, so she declined. She never drank it. But the mother superior know that this sister, you know, the dying sister, she loves milk. So she said, okay, put the whiskey in the milk. So, okay, she drank it every day. She didn't think of anything. But, you know, eventually she has to go. All the sisters gathering around her and say, is there any last word of wisdom she would like to share with them? You know, the younger one. She said, oh, never sell that cow. A good cow. I'm telling you. Temptation go different, under different form, eh? Yeah. Yeah, truly like that, you know? We are laughing, but sometimes things are like that in this world, you know? Like we want to be vegan, yeah, but sometimes people want to have a little cookie in something. They always put milk in it, you know? Or a lot of them put eggs in it. Oh, what kind? And it's very difficult for any of you to find a true vegan food, ne? Okay, so if you had to and you're nearly dying, take a little cookie. Just a little bit, okay? 1% of milk in it. I don't really like it very much. Oh, bake your own cookie is the best, okay? Yeah. In the Chinese shop, they sell those small round cookies in a small jar. They're completely vegan. No milk, no egg, nothing. Yeah, very nice. A round one, you know, about the size of this button. Yeah, exactly like that. Each cookie is like that. Yeah, and have sesame on it. Or it's made with jam, or made with sesame powder, sometimes almonds. It's very nice, okay? Chinese shop, mostly they sell things. They do sell all kind of things, you know, non-vegan, non-vegetarian too, but if they do sell, there's some nice cakes, yeah? Or some, those are soft cakes, yeah? Green color, white color, with coconut in between, coconut milk, something like that. They're very nice, completely vegan, okay? They look like milk, but they're coconut milk. Yeah, very nice, okay? Only if you have any Chinese shop in your vicinity, otherwise you think about it, also fine. Better than nothing. Our purity consists of, you know, body, speech, and mind, right? So you shouldn't think in a bad way. You shouldn't do anything bad, and you shouldn't even speak bad. So thinking is one of the process, you know? You know? So if you're thinking about cookies, maybe it's a help somehow. There was a guy, a man, yeah? He went out fishing, yeah. And then his boat was attacked by the Loch Ness Monster. And the monster flipped his boat, you know, in the air and then swallowed both the boat and the man, you know, in the verse of waiting to swallow, you know, open his mouth waiting. And then at that time, the man prayed to God, oh, please, God, please help me. And then suddenly everything froze, you know, freeze in midair. You know, the boat and the man stopped there and the Loch Ness Monster mouth just hold there and nothing happened. And he heard something, you know. He heard something from above saying, I thought you didn't believe me before. He's an atheist, you know. So the man said, oh, give me a break. A few seconds ago, I also didn't believe a Loch Ness Monster existed.
They all exist, all right. There's a priest, a minister, I don't know what's the difference. Yeah. And a guru. I don't know what the difference unless they're enlightened, eh? They're sitting together and discuss the best positions for prayer, you know what I mean, right? Like Buddhists, they tell you how to bow to the Buddha, in which way, and you know, in the church sometimes there's a certain fashion to pray, you know, to the Lord. Some, you know, some denomination, eh? They do that. Okay, so they were discussing which position is the best for prayer. And then there was a telephone man was working nearby, repairing the telephone for them. And the priest said to all of them, to the other two, kneeling, you know, on your knees, is definitely the best way to pray. No, the minister say, I get the best results standing with my hands outstretched to heaven. Yeah. Okay, the guru say, you are both wrong. The most effective prayer position is laying down flat on the floor. So the telephone repairman interrupt and say, excuse me, sirs, but the best praying I ever did was when I was hanging upside down from a telegraph pole. I'm sure that's the most sincere. And so he got saved, so I think that's the most effective way. Huh? A Briton, a Frenchman, and a citizen Khan of some dictator's country. I don't want to mention the name, okay? They changed already, so I don't want to mention it. In the old era, you know? They are viewing a painting of Adam and Eve playing in the Garden of Eden. The Brit say, look at their reserve and their calm. They must be British. So the French say, nonsense. They are naked and so beautiful. Clearly, they are French. So the citizen Khan from the dictator's country say, no clothes, no shelters, only one apple to eat. They are, and they are being told that this is paradise. They must belong to our country. I don't want to mention it. It sounds so racist, so I didn't say it. You know, some country don't like the other country, and the capitalists don't like the communists, and vice versa, and they make jokes at each other, and we don't want to join in. Okay, so I just changed the country's name. Yeah. One morning, a man came into the church on crutches, yeah? He stopped in front of the holy water. You know, in the church they have a basin, there's a holy water, you come in, you're supposed to put your hand in it, you know, make the cross sign, you know, and then go inside. Yeah. So the man with the crutches go in there, put the water from the holy water on both of his legs and throw away both crutches. Yeah. So the altar boy, you know, oh, running quickly when he saw that, he went to the priest and tell him whatever happened. And the priest says, son, you have just witnessed the miracles. So where is the man now? He said he's laying flat next to the water. Flat on the floor. What else you expect? Don't ever try your Lord, the Lord your God, no? Say the Bible say, don't ever try the Lord your God. Hmm. Oh, this is a bad joke, but it's okay. A panda, you know, supposed to be a panda, walks into a restaurant, sit down and orders a sandwich. And he eats the sandwich, then pulls out a gun, shoots the waiter dead.
And the panda stand up to leave. The manager shouts, "Hey, where are you going? You just shot my waiter and you didn't pay for sandwich." So the panda yelled back while going away, "Hey, I'm a panda. You can look it up in the internet, see who I am." So the manager opened computer and looked. "What does it say?" You know, one of the customers asked, "What does it say about panda there?" The boss, you know, of the restaurant read, "Panda is a tree dwelling marsupial of Asian origin, characterized by distinct black and white coloring. Eats, shoots, and lives." He shoots and lives. I told you it's not a good joke, but never mind. It's a joke still. He eats, shoots, and lives, no? You know what a farm hand is? The handyman who help in the farm. He goes to the doctor with a broken leg. Yeah. And the doctor asks him, "Oh, what happened?" So the farmhand begin, "Oh, well, doctor, 25 years ago." And the doctor said, "Never mind the past. Just tell me why you broke your leg this morning." So the farmhand continue again, "Well, 25 years ago, I first started working on the farm. And then right after I gone to bed that night, the farmer's beautiful, sexy daughter came to my room. She asked me if there was anything I wanted. I said, 'No, everything is fine.' And then she asked again, 'Are you sure about that?' And I said, 'I'm sure.' And then she asked again, 'Isn't there really nothing I can do for you? Anything I can do at all for you?' And then I said, 'I reckon not.'" And the doctor was getting impatient. Said, "Excuse me, what does this story have to do with your broken leg?" So the farm hand say, "Well, this morning I just realized what she meant and I fell off the roof." Man, huh? Took so long. He don't need nothing. A teenager who has just received a permit to drive, you know, first time. So she drove the parents to the church. You know, it was a hair-raising, goose-bumping ride from the house to the church with that teenager, you know, first time driving. Okay, so after they finally arrived at the church, the mother got out, "Thank you." And the daughter say, "Anytime." So he say, the mother slammed the door and say, "I wasn't talking to you." She thank God is still alive. A staff manager was interviewing a blonde for an assistant position. Well, they make fun of the blonde again. Here, I dye my hair, so we're in the same boat. And he wanted to find out a little more about her personality. So he asked her something like, "If you could have a conversation with anyone at all, alive or dead, you know, if you have a choice to speak to anyone right now, dead or alive, who would that be?" She said, "Well, I would think I would choose the living one, no?" Don't understand, huh? Yeah? You got it? Why didn't you laugh at all? No. She mean any famous person or anything, you know. She just says the living one. A man and a wife celebrating their 50 years anniversary. And the husband brought her a very expensive, you know, $250 see-through nightgown for her. And later she got ready to bed and she realized that she had forgot her nightgown. She didn't open it. It's still in the box downstairs. So she went downstairs passing him, you know, to try to get the nightie. Yeah. And the man was looking at it and saying,
My God, for $250, I think they could have at least ironed it, no? The wife said to the husband, you know, somebody actually complimented me on my driving today. The husband said, how? She said, somebody left a note on the window screen. It said, parking fine. It's nice, huh? Yeah, parking is always difficult sometimes, especially in a tight spot, you know. So if somebody said to you like that, feel good, huh? Mm. Okay, a reporter went to Israel to cover the fighting. And she's looking for something emotional and positive and human interesting. So something like that guy in Sarajevo who risked his life to play the cello every day in the town square. I don't know why they say that, but never mind. In Jerusalem, she heard about an old man who had been going to Wailing Wall to pray every day, two times, even rain or shine. You know, rain or shine. You know, in Israel, they have a wall. You go there to pray, you know, they call it Wailing Wall. Okay. And she went to check him out. So at the Wailing Wall, she saw there he is there. So she come and watch him, and after about 45 minutes, then he turned to leave. Then she approached him and then want to interview him. She introduced herself. Yeah, Elizabeth Dolly. Yeah. From a CRAB news network. CRAB news network. Oh, some are CNN, some are CBC, some are CBBS. This is CRAB news network. Sir, how long have you been coming to the Wailing Wall and praying? For about 50 years, he said. What do you pray for? I pray for peace between the Jews and the Arabs, for all the hatred to stop, for all the children to grow up in safety and friendship. The reporter asked, and how do you feel after doing this for 50 years? The old man said, I feel like I have been talking to a wall. What else? This is about, let's say something about a stingy man, eh? Yeah. They name a certain profession here, but I don't want it. Yeah. And not all lawyers are bad, and, you know, for example, like that, you know, I don't like to everybody picking up on one profession all the time. It will become like a expected reputation. It's no good, is it? Yeah? Okay. So, or not all people are bad. Not all people in certain profession are bad, you know? There are bad and good people everywhere. Okay, so here is a joke. I change it, okay? A certain stingy man live in a certain village, yeah? So, and the local charity have realized that this man has never contributed anything to their charity organization. So they decided, yeah, to go to his house and ask him to contribute something. So he came and talked to that stingy man, and he said, stingy, wealthy man, you know. So our research has shown that out of your yearly income, you have not given a single penny to charity. Wouldn't you like to give back to the community in some way, sir? The manager asked. So the, stingy, wealthy man say, thinking for a while and say, first, did your research also show that my mother is dying after a long illness and has medical bills that are several times her annual income? The charity manager feel a little taken aback and
shy, embarrassed, and say, sorry, no, we didn't know that. So the stingy man continued, or that my brother, a disabled veteran, is blind and confined to a wheelchair. And the manager by now is feeling very stricken, you know, and stammer an apology. But he was interrupted and say, or did you know that my sister's husband died in a traffic accident and leaving her penniless with three children? Oh, he feel very humiliated and helpless now. The charity, you know, manager, organization manager. So he completely feeling hopeless. So he said, I had no idea, sir. And the stingy man, you know, pounding on him again. Yeah. So if I don't give money to any of them, why should I give it to you? Oh my God. Oh, you can say it. Oh. Yeah. We were thinking of something, right? We all think that, okay, because he's busy, he has no money anymore because he has to help his family like that. Oh, they're really, this punchline or even punch me in the face. A man walked into the doctor's. He said, Doc, I have hurt my arm in several places. So the doctor said, well, don't go there anymore. And God made man first. I think the men also enjoy making fun of themselves. At least they have humor and humility, no? There's a certain country experienced the worst air disaster ever, yeah, in the morning. When two-seater Cessna plane crashed into a cemetery. Special search and rescue workers have recovered 526 bodies. And the number is climbing as they continue to dig. Two-seater. That's a really good one. The man go sitting at the bar, looking at this his drink, and get staring at it for about half an hour. And then suddenly a big troublemaking truck driver, you know, stepped right next to him, take the drink from the guy and drink it all in one go. The poor man start crying. The truck driver just feel a little sorry and say, hey, come on, man, I was just joking. You've been staring at it for a long time, you didn't drink. So I just want to make a joke with you. I buy you another one, okay? I just don't like a man cry like this. It looks so sissy. Yeah. So the man said, no, it's not just that. It's not just that. This day is the worst day of my life. Yeah. First, I overslept and late for my office. And then my boss is very angry and fires me. And when I leave the building to go to my car, I found that it has been stolen. The police say they can do nothing. And I get a cab to return home. And when I leave it, I remember I have left my wallet and credit cards in there, you know, in the taxi. The cab driver just drives away. And I went home. When I found my wife in bed with the gardener. I left home and come to this bar, and just when I was thinking about putting an end to my life, you even show up and drink my poison away. What a terrible day. A man went to a bookstore and asked the saleswoman, where's the self-help section? So she said, if I show you this, it wouldn't be the purpose, would it?
self-help. Another man goes to the doctor with a strawberry growing out of his head. Can you help me, doc? The doctor said, yeah, I have some cream for it. Why not sugar as well? Okay, that's it, guy. The rest are bad joke. Too bad. Really bad. Cannot even read it. You know, very crude words, so I can't even replace it. Forget it. Okay, guys? Good? Okay, I'll see you later, huh?